Lộ ảnh diện váy cưới lộng lẫy, Khánh Thi Phan Hiện sắp tổ chức đám cưới. Trên trang cá nhân của mình, Phan Hiện vừa chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp và quyến rũ của nữ hoàng dance pop Khánh Thi trong váy cô dâu. Thông tin này khiến người hâm mộ càng thêm háo hức về đám cưới sắp tới của họ. Trạng thái mới nhất của Phan Hiện trên trang cá nhân lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cô dâu mới Khánh Thi khoe vẻ đẹp ngọt ngào và vóc dáng thon gọn. Người hâm mộ đồng loạt chúc mừng và mong đây là sự thật bởi Khánh Thi Phan Hiện xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Yêu nhà này vô cùng mãi hạnh phúc nhé. Chúc vợ chồng Khánh Thi Phan Hiện mãi hạnh phúc, sớm tìm được công lý cho học trò của mình. Mình ngưỡng mộ hai người và luôn theo dõi từ xa. Có ý kiến còn cho rằng Khánh Thi chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất năm 2018. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc bên nhau mà báo chí nhà mình bao giờ mới thôi nhắc chuyện tình xưa nhỉ. Giờ là thời tương lai rồi mà cứ nghĩ thế không biết có đúng không? Trải qua bao sóng gió, cuối cùng Khánh Thi đã gặp được soái ca, rất yêu gia đình nhà Khánh Thi Phan Hiển. Khánh Thi là người phụ nữ hạnh phúc nhất năm 2018. Đến nay, cặp cô trò Phan Hiển đã gắn bó bên nhau 8 năm và có hai nhóc tỳ, một trai một gái khấu khỉnh đáng yêu. Thời điểm công khai hẹn hò, cặp đôi từng vấp phải sự phản đối từ nhiều người bởi Khánh Thi hơn Phan Hiển đến 12 tuổi. Tuy nhiên, qua thời gian, cặp đôi đã chứng minh tình yêu chân thành và cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Phan Hiển không chỉ chững chạc trưởng thành hơn tuổi mà còn luôn quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ Khánh Thi từ công việc cho đến chuyện chăm sóc con cái. Anh từng chia sẻ rằng, mọi thứ tốt nhất cô ấy đều dành cho tôi nợ cô ấy cả cuộc đời. Vợ chồng Khánh Thi vừa đón công chúa thứ hai tên Anna chào đời vào tháng 6 vừa qua. Năm 2015, tấm ảnh này từng được cho là ảnh cưới của cặp đôi bị rò rỉ. Những ông bố showbiz Việt giấu công chúng đi xét nghiệm ADN và cái kết câm nín vì nghi ngờ người mẹ của đứa trẻ, những ông bố nổi tiếng này đã xét nghiệm ADN con mình. Vì những nghi ngờ liên quan đến đứa trẻ cũng như mẹ đứa trẻ, nhiều ông bố showbiz Việt cũng đã phải nhờ cậy đến kết quả xét nghiệm ADN. Câu chuyện khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa giật mình, gia đình của những người nổi tiếng khi có con cũng đâu phải luôn êm ấm. Long Nhật vài lần bật khóc khi mang con đi xét nghiệm ADN. Long Nhật thường không hay nói về gia đình, ít ai biết anh đã có vợ và tận 4 đứa trẻ. Nhiều người nghĩ anh lấy vợ là để che đậy giới tính, hoặc do gia đình vợ khá giả nên ham giàu sang mà lấy. Cách đây 6-7 năm, có một tờ báo đã viết bé Bin, con trai Long Nhật không phải con của anh, đám cưới nhanh cưới gấp để lấy Long Nhật làm bức bình phong che đậy cái bào thai vô thừa nhận của vợ anh. Khi đó vợ Long Nhật đã đau khổ đến mức 7-8 tháng mà phải nhập viện vì sốc, suốt sảy thai. Long Nhật bên bà xã và các con. Cũng chính vì vậy khi đứa trẻ ra đời, Long Nhật đã đưa bé Bin đi xét nghiệm ADN, mục đích là để tìm lại công lý cho vợ và các con. Ngày hai vợ chồng đưa con đi xét nghiệm ở viện 108, cả hai khóc như mưa vì con ruột của mình mà lại bị đối xử như con hoang. Cũng là do có bài báo nói con tôi không phải con tôi lấy vợ là để che đậy thân phận. Lấy vợ vì gia tài của bên nhà vợ tôi, chỉ khổ cho Ngân lúc đó đang có bầu bé thứ hai được 7 tháng mà phải nhập viện vì sốc, vì tự nhiên đi mang con mình ra xét nghiệm. Sau khi có kết quả đúng là con mình, Long Nhật đã có ý định kiện, nhưng rồi nghe lời khuyên của mọi người, ông bố bốn con quyết định ngừng lại mọi việc để giữ sự yên bình cho gia đình nhỏ. Long Nhật cùng bà xã và ba con ở Hải Phòng, em bé thứ tư của Long Nhật sinh năm 2016. Ngô Kiến Huy và lần nhận con sóng gió chỉ sau khi nhận tờ xét nghiệm ADN. Đầu năm 2012, nữ ca sĩ Thanh Thảo gây xôn xao dư luận khi liên tiếp khoe hình ảnh con trai em gái. Điều đáng chú ý là cậu bé có gương mặt giống hệt nam ca sĩ Ngô Kiến Huy. Vụ scandal đó đã gây ồn ào truyền thông suốt một thời gian dài và rồi chính Ngô Kiến Huy cuối cùng đã thẳng thắn nhận con sau khi nhờ đến xét nghiệm ADN. Trong một bài báo phỏng vấn khi đó, ông bố trẻ Ngô Kiến Huy thẳng thắn: "Vâng, thời gian qua, Huy chưa trả lời chính thức vì tôi chờ giấy xét nghiệm ADN. Giấy chứng nhận ADN Huy mới nhận được ngày 27 tháng 3, 2012. Chính tôi là người chủ động muốn làm xét nghiệm một cách chính thống. Đúng là con Huy thì Huy sẽ chịu trách nhiệm. Huy biết gia đình chị Thủy Anh rất không hài lòng với việc Huy yêu cầu xét nghiệm ADN, nhưng Huy thấy yêu cầu của mình rất chính đáng. Sự thật, Huy và chị Thủy Anh đều hiểu chuyện này không xuất phát từ tình yêu. Chúng tôi chưa từng yêu nhau như bài báo kia, nhưng Huy không muốn nói nhiều hơn. Sự thật dù có thế nào đi chăng nữa, thì Huy cũng nhận hết lỗi về phần mình, bởi lẽ Huy là đàn ông." Hiện tại bé Jackie Minh Trí đang có cuộc sống yên ấm bên Mỹ. Jackie vừa vào lớp 1, càng lớn càng điển trai và được nữ ca sĩ Thanh Thảo hoàn thành thủ tục nhận làm mẹ nuôi. Jackie Minh Trí hiện đang sống tại Mỹ cùng Thanh Thảo
cậu bé đã được 7 tuổi và bước vào học lớp 1. Nhã Phương khoe hình đẹp cổ vũ bóng đá, ai ngờ bị bạn bán đứng. Tát ảnh mặt mũi sưng húp. Đang khen Nhã Phương xinh như mộng, nhìn thấy bức ảnh bị tát của nữ diễn viên thì giật mình. Hòa cùng không khí hào hứng cổ vũ trận bán kết lượt về tối qua của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Dù không ngồi trực tiếp trên khán đài, nhưng Nhã Phương cũng đã có đóng góp nhỏ với hàng triệu khán giả nước nhà. Nữ diễn viên đã xem truyền hình trực tiếp rồi đăng đàn cổ vũ trên Facebook kèm với status cổ vũ. Cô còn đăng bức hình xinh đẹp trong chiếc váy trắng. Tuy vậy, cũng trong khoảng thời gian đó, Khả Như đã đăng một hình ảnh khác và tát cả Nhã Phương vào. Được biết, bức ảnh đó được chụp ở Úc, lúc mà Nhã Phương đi lưu diễn cùng Trường Giang. Có thể thấy trong bức ảnh mà Khả Như đăng, bụng của Nhã Phương lùm lùm, hơn nửa gương mặt thì đã vỡ nét, nhìn hơi sưng do mang bầu. Nhã Phương khoe ảnh xinh đẹp như thiên thần, kèm với status cổ vũ, bóng đá nước nhà. Nữ diễn viên còn cập nhật tình hình trên sân cỏ. Các fan tỏ ra hào hứng khi thấy Nhã Phương cổ vũ bóng đá. Cũng trong khoảng thời gian đó, Khả Như đăng ảnh chụp cùng và tát cả Nhã Phương. Bức ảnh được chụp ở Úc, Nhã Phương tăng cân thấy rõ, mặt mũi sưng lên. Nhã Phương có khá nhiều thay đổi trên gương mặt khi mang thai. Hình ảnh cô đi cùng Trường Giang trong chuyến lưu diễn vừa qua. Ảnh bị tát thường bị dìm nhưng Nhã Phương tự đăng hình thì đều đẹp lung linh. Chiêm ngưỡng căn nhà tiền tỷ lộng lẫy không khí Giáng sinh 2018 của Sao Việt. Dịp Giáng sinh cũng chính là cơ hội cho các nghệ sĩ trang trí, cho không gian sống của mình thật hoành tráng và bắt mắt. Hồng Ngọc khoe Giáng sinh đã đến rất gần đối với gia đình cô, nữ ca sĩ đã rất đầu tư trong việc trang trí toàn bộ căn biệt thự tại Mỹ. Tổ ấm của nữ nghệ sĩ có đến 3 thiên thần nhí, nên việc làm lễ Giáng sinh hoành tráng cũng khá dễ hiểu. Từ những ngày đầu tháng 12 thì vợ chồng Thúy Hạnh đã tất bật khoác chiếc áo mới cho căn nhà màu trắng. Lam Trường cũng hào hứng khoe không gian sống đã được vợ trang trí, chẳng những thế anh còn được nhận quà sớm từ bà xã. Căn biệt thự của Minh Hằng ở quận 2 cũng đã được tân trang hoành tráng vào vài ngày trước. Gấu ơi, năm nay Noel có ai đón cùng mình không hả gấu? Cao Thái Sơn chia sẻ. Siêu mẫu Hà Anh khoe khoảnh khắc ấm áp với chồng và con gái cưng ngay tại căn hộ cao cấp. Trường cũng đã hoàn tất việc trang trí Giáng sinh cho căn hộ tiền tỷ của mình. Trong khi các cầu thủ ăn mừng chiến thắng, có một người lặng lẽ cúi đầu bước đi. Khi toàn đội tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng oanh liệt trước Philippines, Xuân Trường lại có phần trầm lặng hơn. Vừa qua ngày 7 tháng 12, có lẽ là một buổi tối đầy cảm xúc khi mà đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục trước đội tuyển Philippines. Tuy nhiên, trong khi tất cả mọi người trong đội tuyển cũng như cả nước ăn mừng chiến thắng đó, thì Xuân Trường, chàng tiền vệ tài năng của đội tuyển Việt Nam lại có phần trầm hơn bình thường. Lý do chính có lẽ là bởi trong giải đấu AFF Suzuki Cup lần này, Xuân Trường ít có cơ hội lập công và thi đấu có phần mờ nhạt hơn so với những giải đấu trước. Hình ảnh lầm lỗi của Xuân Trường khi bị thay ra sân khiến fan hâm mộ đau xót. Ở trận bán kết lượt đi, theo chiến lược của huấn luyện viên Park, Xuân Trường không được ra sân từ sớm, trong khi đó ở trận đấu này, tuy được ra sân từ đầu, nhưng từ phút 60 anh đã bị thay ra, lý do chính là bởi lối đá của Xuân Trường có phần lạc nhịp so với đồng đội. Thêm vào đó, anh chàng tiền vệ sinh năm 95 này thiên về lối đá khéo léo và kỹ thuật, nên khi gặp phải đội tuyển Philippines với lối đá rất rác, anh khó có thể phát huy được sở trường của mình. Tuy vậy, anh vẫn có được những đường chuyền sắc sảo, giúp đồng đội có được những pha bóng uy hiếp cung thành đối phương. Rất nhiều fan hâm mộ của Xuân Trường đã thể hiện sự đồng cảm với anh. Hình ảnh Xuân Trường lầm lũi, bị thay ra khỏi sân từ sớm đã khiến nhiều fan hâm mộ không khỏi xót thương. Có lẽ áp lực từ việc luôn phải chơi tốt khiến anh dù vui cho chiến thắng đội tuyển, nhưng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến bản thân. Nhiều người cho rằng các fan hâm mộ thường chỉ nhớ và tung hô những người ghi bàn mà quên đi công lao của những người chuyền bóng, tạo nên tiền đề cho các bàn thắng. Facebook Thu Trang một fan hâm mộ Xuân Trường từ thời U19 thể hiện sự an ủi cho anh. Không sao, có những lúc như thế này thì cũng sẽ có những lúc em tung cánh bay cao và tỏa sáng. Em sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Nhìn giải năm nay trong Xuân Trường buồn lắm. Cái dáng đi nặng trĩu đầy tâm trạng mà thương, vẫn luôn tin và ủng hộ Xuân Trường như ngày đầu biết đến U19, cố lên nhé. Bạn Tuyết,
vẫn đánh giá cao khả năng của Xuân Trường. Đúng mà, Trường đá thiên về kỹ thuật chính xác, như thế cũng đã hết mình rồi. Hãy động viên và yêu thương Trường để em có động lực tiếp tục thể hiện mình trên sân. Vì đây là nhân tài của bóng đá nước nhà, một lần nữa mong mọi người luôn bên em, cố lên Trường ơi. Một số người khác cũng cho rằng fan hâm mộ bóng đá đang thiếu đi sự sâu sắc cần có và không đánh giá cao sự đóng góp của những người như Xuân Trường. Fan hâm mộ Nguyễn Linh Trang chia sẻ thêm, miệng đời bình thường sao mà tránh. Thôi thì cái nghề này nó vốn dĩ khắc nghiệt như vậy rồi, cố gắng lên em, rồi em sẽ trở lại thành công hơn nữa thôi mà. Chiến thắng của một đội bóng không chỉ là công lao của một cầu thủ xuất sắc, mà là cả một tập thể xuất sắc. Chính vì thế người hâm mộ bóng đá nên có cái nhìn công tâm hơn đối với đóng góp của các cầu thủ, đừng tạo nên những áp lực vô hình khiến họ không thể phát huy hết khả năng của bản thân.